Xin trân trọng kính chào quý vị đang đến với chương trình diễn đàn chính luận thuộc hệ thống truyền hình SBTN và tên tôi là Phạm Văn Nam. Thưa quý vị, hôm nay tiêu đề của chúng tôi muốn được chia sẻ với quý vị là lời hứa chính phủ của ông Biden là một chính phủ trong sạch nhất, thành thực nhất đã đi về đâu. Thưa quý vị, tại Hoa Kỳ, cái quan hệ giữa mình bảo là chính quyền tại Washington và báo chí là một cái quan hệ nó rất là phức tạp, vừa thương vừa ghét. Tất cả các chính trị gia đều cần báo chí để truyền đạt những cái thông tin về những cái chương trình của mình, những cái tin tức, đặc biệt là những cái tin tức có lợi cho cá nhân của họ cũng như cho đảng phái của họ. Nhưng mà ngược lại, một khi mà báo chí nếu mà hành xử đúng theo cái trách nhiệm của báo chí là đưa ra những sự thật thì các ông tổng thống Hoa Kỳ đều cảm thấy rất là bực bội. Thì thưa quý vị, khi tổng thống Biden vừa nhậm chức, ông hứa là chính phủ của ông sẽ là một chính phủ trong sáng nhất, minh bạch nhất và đưa ra những sự thật. Và không phải chỉ có tổng thống Biden hứa này thôi, mà ông tổng thống Obama khi mà ông ta ứng cử cũng tuyên bố giống như vậy. Và đặc biệt là cái lời hứa của ông Biden khi mà ông ta ra tranh cử, nó đã mình bảo là rất là được hấp dẫn, được báo chí đăng tải và ủng hộ. Bởi vì thời đó, như quý vị nhớ, ông tổng thống Trump luôn luôn chỉ trích báo chí là kẻ thù của nhân dân. Bởi vì như chúng ta thấy sau này, những năm sau khi mà ông Trump không còn tại chức nữa, thì báo chí dòng chính của Hoa Kỳ đã đăng tải những cái thông tin không có trung thực và cũng không có, nhưng đó là những cái cơ quan, công ty truyền thông đã không làm đúng chức năng của mình. Và vì vậy, cựu Tổng thống Trump rất là ghét những cái mình bảo là báo chí dòng chính. Thì thưa quý vị, dựa trên những cái tiêu chuẩn nào mà để chúng ta đánh giá là một chính quyền có minh bạch, có trong sáng hay không? Thì chúng ta có thể dựa vào những con số, những cái dữ kiện như là ông Tổng thống này trong năm đầu tiên, trong nhiệm kỳ này đã có bao nhiêu lần họp báo? Đã có bao nhiêu lần họp báo solo, tức là họp báo một mình, không có đọc trước những cái bài diễn văn, những cái bài đã soạn sẵn và sẵn sàng trả lời những câu hỏi của báo chí, hoặc là cái số câu hỏi mà ông ta dành cho báo chí hỏi nó là nhiều hay ít, và cái câu trả lời có bao nhiêu câu trả lời. Thì thưa quý vị, dựa trên những cái tiêu chuẩn này thì ngay cả tờ báo New York Times, căn cứ trên một cái cuộc nghiên cứu của Viện Đại học California tại thành phố Santa Barbara, đã kết luận rằng trong 3 năm đầu tiên của nhiệm kỳ của Tổng thống Biden thì coi như Tổng thống Biden đã có ít những cuộc họp báo nhất trong suốt 40 năm qua, hơn 40 năm qua kể từ thời ông Reagan. Và đồng thời, cái số lượng câu trả lời cũng như là cái câu hỏi mà ông dành cho báo chí nó cũng rất là ít. Chúng tôi xin chia sẻ một vài con số như sau, và nếu mà ban kỹ thuật có thể chiếu được cái bản số 2 về những cái câu hỏi đó thì nó cũng giúp chúng ta nhận rõ ràng hơn. Thì thưa quý vị, theo cái bản thống kê này thì người ta so sánh từ thời ông Bush cha, ông Clinton, ông Bush con, ông Obama, ông Trump và ông Biden. Thì thời ông Bush, ông Bush cha, thì báo chí là mỗi lần mà ông Bush họp báo thì được hỏi 36.12 lần. Và ông Tổng thống cũng trả lời trung bình là 36.1 lần. Ông Trump, thưa quý vị, đã có đến cái con số cao nhất 112.4 câu hỏi cho một lần cuộc họp báo, và cái câu trả lời là 112 câu trả lời. Và thưa quý vị, ông Biden có bao nhiêu câu hỏi? Ông Biden
có 29 câu hỏi và 26.9 những câu trả lời. Thì những con số này mình bảo là những cái nhà học giả họ theo sát những cái lần những cuộc họp báo của tất cả các vị tổng thống, và họ có một cái viện nghiên cứu tại Viện Đại học Santa Barbara gọi là cái chương trình về tổng thống của Hoa Kỳ. Quý vị muốn tìm hiểu thêm thì quý vị chỉ vô cái trang đó thì là nó có ra ngay. Đồng thời, thưa quý vị, tờ báo New York Times cũng so sánh cái lời tuyên bố của cô Jen Psaki, thưa quý vị, cái người phát ngôn nhân đầu tiên của Tổng thống Biden trong 2 năm đầu, thì bà lặp lại cái lời hứa của ông Joe Biden là ông Biden sẽ mang trở lại những sự minh bạch và sự thật cho chính quyền. Và theo báo New York Times thì trong 2 năm đầu tiên, Tổng thống Biden là người đã có ít nhất những cái cuộc phỏng vấn. Thưa quý vị, phỏng vấn thôi chứ chưa có họp báo, nghĩa là ông có ngồi xuống, đồng ý ngồi xuống để cho những cái người ký giả mà ông ta chọn lọc để hỏi, để phỏng vấn, rồi sau đó chiếu lên truyền hình cũng như báo chí để đăng tải. Thì thưa quý vị, ông ta, báo New York Times cũng so sánh ông thời ông Reagan có 54 lần phỏng vấn, ông Donald Trump có 202 lần phỏng vấn trong 2 năm đầu tiên, và ông Obama có 275 lần, và như chúng ta biết, ông Biden chỉ có 30-40 lần gì đó mà thôi. Thì đó là những con số mình bảo là tương đối khách quan. Cá nhân chúng tôi cũng xin được chia sẻ thêm những cái chuyện mà chúng ta bảo rằng chúng ta thấy và nghe và thấy và cảm thấy ngay rằng, ủa, cái điều Tổng thống Biden nói sao hơi lạ lạ, không giống với những điều mà chúng ta đã biết. Một thí dụ điển hình nhất, thưa quý vị, đó là về vấn đề kinh tế. Trong các cuộc mình bảo là diễn thuyết vận động cho để tái tranh cử gần đây, thưa quý vị, đã có 2 lần cách nhau khoảng 10 ngày, thì Tổng thống Biden tuyên bố rằng vấn đề lạm phát tại Hoa Kỳ, cái ngày đầu tiên mà ông ta nhậm chức, là 9%. Lần đầu tiên khi mà Tổng thống Biden phát biểu cái lời này thì dĩ nhiên những cái mình bảo là những cái người theo dõi chính trị, những tờ báo đều đưa ra con số bảo rằng cái điều mà ông Tổng thống Biden nói đó là hoàn toàn sai. Cái ngày mà ông nhậm chức cách đây hơn 3 năm, cái tỷ lệ lạm phát tại Hoa Kỳ chỉ có 1.29%. Khoảng đó, tôi có thể nhớ không chính xác, nhưng thưa quý vị, nó không phải là 9%. Thế nhưng ít ngày sau đó, ông lại lặp lại cái lời phát biểu của mình là bảo rằng lúc mà ông ta nhậm chức lạm phát 9%, và nhờ những cái chính sách kinh tế của ông Biden, thành thử ra bây giờ lạm phát đã giảm xuống còn có gần 4%. Thì cái điều đó chúng ta thấy, chúng ta cũng phải đặt câu hỏi như vậy là có thành thật hay không. Việc thứ nhì cũng liên quan đến kinh tế, thưa quý vị, đó là vấn đề giá xăng dầu. Theo các nhà quan sát chính trị thì họ nghĩ rằng cái giá xăng dầu nó sẽ đóng cái phần quyết định trong cái cuộc tranh cử tổng thống sắp tới. Như chúng ta thấy, hiện bây giờ trung bình cái giá xăng cho mỗi galon tại Hoa Kỳ là khoảng $3.60. Cách đây hơn một năm, lúc mà lạm phát lên đến 7-8%, thì giá xăng có lúc đó trung bình lên hơn 5%, hơn 5 đồng một galon. Và tại California, là nơi mà SBTN là trụ sở chính, thì thưa quý vị,
giá xăng ở California bao giờ cũng là khoảng 5-6 đồng tất cả. Ông Tổng thống Biden cũng đã tuyên bố rằng cái ngày mà ông ta nhậm chức cách đây hơn một năm, ông ta tuyên bố giá xăng dầu trung bình tại Hoa Kỳ năm 2011, tháng Giêng năm 2011 là hơn 5 đô la một galon. Điều đó cũng hơn 2 đô la khác với sự thật. Cái ngày mà ông Tổng thống Biden nhậm chức, giá xăng trung bình tại Hoa Kỳ là khoảng 2 đồng chấm 60 xu. Thì người ta đặt vấn đề là, thưa quý vị, tại sao có những cái con số mà ai nếu mà chỉ cần theo dõi một chút xíu, nghe qua cũng thấy đây không phải là sự thật. Thế mà thì tại sao Tổng thống Biden cứ lặp đi lặp lại những cái điều không đúng như vậy? Ông bà ta ngày xưa cũng đã có câu chuyện là nếu mà những cái điều mà nói láo, nói một lần người ta không tin, nói hai lần người ta nghi ngờ, nếu mà mình cứ nói đi nói lại hoài thì dần dà người ta sẽ tin. Tổng thống Biden, thưa quý vị, đã có những cái lời mình bảo là lời phát biểu làm cho chúng ta giật mình. Nếu là một vị tổng thống khác thì chắc chắn sẽ bị báo chí chỉ trích nặng nề. Nhưng mà ngược lại, đối với Tổng thống Biden, mỗi khi mà ông ta nói sai, nói không đúng thì nhiều những cái công ty truyền thông lại bảo ô tại vì ông bị mang cái tật nói ngọng, hoặc là bởi vì ông hơi mình bảo là hơi hơi lú lẫn một chút xíu, nhưng mà bởi cái chính là bởi vì ông ta nói ngọng, thành ra có lúc nói thế này, nói lúc thế khác. Cá nhân chúng tôi hiểu thì nói ngọng là mình nói không đúng chữ, như chúng tôi đây. Có nhiều quý vị khi mà xem chương trình cũng đã bảo là tôi cần phải học nói lại để cho nó rõ ràng, để cho khán giả nghe được dễ dàng hơn. Thì nói ngọng và nói sai và nói láo hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi xin được tạm ngưng vài giây để mời quý vị theo dõi một số thông tin quảng cáo. Xin chào mừng quý vị trở lại với chương trình Diễn đàn Chính luận. Thưa quý vị, chúng tôi xin được chia sẻ thêm những cái nhận xét phê phán của mình về cái lời hứa là chính phủ của ông Biden, từ ông Biden đưa ra là một chính phủ sẽ rất là minh bạch, trong sáng và thành thật. Thì thưa quý vị, gần đây nhất, cách đây hơn một tuần, thì ở bên Quốc hội Hoa Kỳ có yêu cầu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ giao cho Ủy ban điều tra của Quốc hội Hoa Kỳ cái mình bảo là cái bản thâu âm về cái cuộc phỏng vấn của ông công tố viên đặc biệt Robert Hur phỏng vấn Tổng thống Biden về cái việc mà Tổng thống Biden đã tàng trữ những cái tài liệu mật của quốc gia bất hợp pháp. Thì thưa quý vị, Tổng thống Biden đã từ chối không có cung cấp cái cuốn băng thu âm những lời mình bảo là những cái lời trả lời của ông đối với những cái câu hỏi của công tố viên đặc biệt. Thì ông Tổng thống Biden đã dùng một cái luật đặc biệt của Hoa Kỳ liên quan đến các vị tổng thống. Tiếng Mỹ nó gọi là executive privilege, coi như những cái đặc quyền của người tổng thống. Nghĩa là chúng tôi cảm thấy là
cái cá nhân cá nhân ông tổng thống nghĩ rằng cái việc này nó rất là bí mật, cái quyền riêng của ông ta thì ông ta không có cần phải chia sẻ với bất cứ ai. Cái lời cái quyết định không có đưa cái cuốn băng thu âm những cái lời những câu trả lời của ông Biden đã tạo ra nhiều cái cuộc mình bảo là cái cuộc tranh cãi về luật pháp cũng như về ảnh hưởng chính trị. Thưa quý vị, cái đặc quyền của tổng thống là một cái đặc quyền mà nó rất là đặc biệt, ít khi nào người ta sử dụng một cách cho những cái việc mà rất là nhỏ như là đưa cái cuốn băng thu âm qua cho Quốc hội. Cũng như cái sự việc mà nếu mà tôi hứa là chính phủ của chúng tôi sẽ rất là trong sáng minh bạch thì những cái lời phát biểu của tôi đâu có gì phải giấu giếm. Người ta phân tích như thế này, thưa quý vị, ông công tố viên đặc biệt Robert Hur đã kết luận rằng tổng thống Biden là một ông cụ ngớ ngẩn, quên trước nhớ sau, nói năng không có suôn sẻ. Thì nếu mà có cái băng thu âm này được đưa ra đối với cái ông Biden thì bị đưa ra, thì cái lời nhận xét của ông công tố viên Robert Hur nó sẽ có ảnh hưởng nhiều đến cái cuộc tái tranh cử của tổng thống Joe Biden. Vì vậy ông Joe Biden không phải chỉ đã lạm dụng cái đặc quyền của tổng thống mà thôi, nhưng mà còn sử dụng cái đặc quyền đó để bảo vệ cái tương lai chính trị của mình. Và một điều người ta cũng đưa ra là, thưa quý vị, cách đây vài năm, khi mà lúc đó tổng thống Donald Trump cũng muốn dùng cái đặc quyền này để giữ kín một số tài liệu thì cũng đã bị báo chí truyền thông chỉ trích nặng nề. Thì tóm lại, cái việc mà tổng thống Biden không cung cấp cái cuốn băng để ghi nhận những cuộc trả lời, những câu trả lời của ông, thì đối với chúng tôi cái đó cũng là thêm một cái dấu hiệu không có được minh bạch cho lắm. Và một vài những cái thí dụ khác, thưa quý vị, cũng như cái sự việc mà có liên quan đến con của ông Biden. Như chúng ta đều đã biết, bây giờ đã có bằng chứng rõ ràng ông Hunter Biden đã có những cái cuộc làm ăn không được mình bảo là minh bạch lắm đối với Trung Cộng. Cách đây vài năm, khi tổng thống Biden được hỏi về vấn đề này thì tổng thống Biden đã trả lời là tôi không biết gì hết về đến cái việc làm ăn của con của tôi. Rồi sau khi có những cái bằng chứng là không những ông không biết mà ông cũng đã có tham dự vào những cái buổi họp, qua những cái cuộc điện đàm, thì ông bảo rằng tôi có biết nhưng mà tôi không có dính dáng chuyện làm ăn. Nói trước nói sau như thế thì nó cũng hơi kỳ kỳ, thưa quý vị. Một cái thí dụ cũng quan trọng khác đã phản ánh lên cái nói lên cái chính sách thiếu thiếu thành thực, thiếu trong sáng của chính phủ Biden, thưa quý vị, đó là vấn đề di dân, như chúng tôi đã có chia sẻ nhiều lần, nhất là vấn đề di dân bất hợp pháp. Tại tiểu bang của chúng tôi cách đây hơn một năm đã có một cái mình bảo là gần như là một scandal, một cái câu chuyện làm cho ông lúc đó là ông bây giờ vẫn là vậy, ông thống đốc của ông Florida bị mang tiếng rất là nhiều và bị thưa kiện. Đó là sự việc ông đã thuê một cái máy bay chở ba mươi mấy người di dân bất hợp pháp lên tiểu bang Massachusetts. Thưa quý vị, cái sự việc mà các chính phủ chở những người di dân bất hợp pháp từ các thành phố biên giới lên đến các thành phố xanh, tức là thành phố của đảng Dân Chủ,
như là Washington DC, như New York, như Massachusetts, như Denver. Đa số những cái người mà mình bảo là thi hành cái chính sách đưa những cái người đó bằng máy bay, bằng xe buýt, không phải là ông thống đốc của bang Florida, không phải là ông thống đốc của tiểu bang Texas, mà đó chính là chính phủ của ông Joe Biden. Quý vị chỉ cần tìm hiểu, hỏi ông Google là đã thấy trong 2 năm qua chính phủ của ông Biden đã chở, dùng xe buýt cũng như máy bay, chở mấy trăm ngàn người di dân bất hợp pháp đến các thành phố như chúng tôi vừa trình bày. Và từ năm ngoái, sau khi chính phủ của ông Joe Biden cho phép những người muốn định cư tại Hoa Kỳ từ 4 quốc gia là Venezuela, Cuba, Nicaragua và Haiti, thì họ chỉ cần mình bảo là dùng sử dụng một cái ứng dụng trên cái điện thoại thì có thể đi máy bay thẳng từ xứ sở của họ qua Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ sẽ lo. Những cái điều này dĩ nhiên là nếu chúng ta không theo dõi kỹ thì cũng không thể biết nó như thế nào. Thưa quý vị, đó là những cái thí dụ mà gần đây nhất. Trước khi chúng tôi tạm biệt, chúng tôi xin đưa thêm một cái thí dụ nữa. Đó là những cái điều ông Biden tuyên bố cũng như chính sách của ông Biden trong cái đại dịch COVID. Như chúng ta thấy, thì chúng ta đã đa số đều đồng ý cho đến ngày hôm nay, thì có nhiều những cái chính sách của các chính trị gia tại Hoa Thành Đốn, trong đó có ông Biden cũng như của ông thống đốc Joe, của ông thống đốc Newsom tại tiểu bang California, đã có nhiều điều vừa sai vừa dối, và đã đưa ra và tạo nên những cái tai hại rất là nhiều cho mọi người dân tại Hoa Kỳ. Tóm lại, thưa quý vị, tất cả các ông tổng thống đều muốn chứng tỏ mình là người đàng hoàng, mình là trong sáng, có sao nói vậy. Nhưng mà thực tế thì cho thấy điều đó rất ít khi xảy ra. Và dưới thời của ông Joe Biden trong hơn 3 năm vừa qua, thì cái sự trong sáng, cái sự thành thật của nhà nước nó lại có vẻ ít hơn những cái ít hơn nếu mà chúng ta so sánh với những chính quyền khác, những cái vị tiền nhiệm của ông Joe Biden. Và một điều chúng tôi xin thưa thêm, thưa quý vị, cái quan hệ liên lạc giữa chính phủ Biden với các cơ quan truyền thông trên mạng xã hội áp lực họ làm thế này, làm thế kia, đừng có đăng tin này, đừng đăng tin kia, đó cũng là một điều không có được trong sáng lắm. Chúng tôi trân trọng kính chào quý vị và cảm ơn quý vị để theo dõi chương trình Diễn đàn Chính luận.